Tập 8. Liên tục 2 ngày trời, Lâm Nguyệt Bạch đều ngủ mê mệt trong khách sạn, tiêu hao quá nhiều sức lực khiến mỗi lần cô mở mắt ra đều đã là chập tối. Đến ngày thứ 3, cô phải quyết tâm đặt đồng hồ báo thức mới bò dậy được từ trưa. Nhưng không được Hoắc Trường Uyên cho phép, Lâm Nguyệt Bạch cũng không dám chạy lung tung. Cô dùng bữa trong nhà hàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi tại phòng, mở tivi, bật tới kênh tiếng Trung, trên đó đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. Khi có tiếng quẹt thẻ vang lên, cô đứng bật dậy khỏi sofa như bị giật điện. Có điều, người bước vào không phải là Hoắc Trường Uyên, mà là một giang phóng cũng mặc bộ vest đen. Cô Lâm, Tổng Giám đốc Hoắc bảo tôi qua đón cô. Ồ, Lâm Nguyệt Bạch không dám chậm trễ, vội đi theo. Chiếc xe dừng lại ở một con đường khá vắng vẻ, nhưng lại có rất nhiều nhà hàng, trông vừa cao cấp lại vừa có phong vị. Giang Phong dẫn cô vào một nhà hàng bày bán các sản phẩm quần áo nữ giới. Thấy cô tỏ vẻ nghi hoặc, anh ấy nói: Tối nay Hoắc Tổng có một buổi tiệc, định mời cô Lâm làm partner. Hả? Tôi ư? Lâm Nguyệt Bạch ngẩn người, Giang Phong mỉm cười gật đầu, trong lúc đó đã mở giúp cô cánh cửa kính. Bên trong Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt lên nhau, trong tay cầm một quyển tạp chí. Nhưng anh không hề đọc, nét mặt đã lộ ra chút sốt ruột. Lâm Nguyệt Bạch thấy vậy, bước chân càng nhanh hơn. Hoắc Trường Uyên thấy cô đến, nói một câu: Sao chậm quá vậy? Rồi ném cuốn tạp chí sang bên cạnh, dẫn thẳng cô lên tầng 2. Không gian trên tầng còn rộng rãi hơn cả bên dưới, xếp toàn những bộ váy lễ phục tuyệt đẹp. Hoắc Trường Uyên buông tay cô ra, tiện thể đẩy cô về phía trước một cái. Chọn một mẫu mà em thích đi. Lâm Nguyệt Bạch quay đầu nhìn anh nhanh một cái, cắn môi, cuối cùng nuốt những lời từ chối xuống. Tuy rằng cô không hứng thú gì với buổi dạ tiệc, cũng không muốn đi lắm, nhưng anh trước nay là người nói một không nói hai. Hơn nữa mấy thứ đồ lễ phục này thường là thuê, nên gánh nặng tâm lý của cô cũng giảm nhẹ đi không ít. Nhà thiết kế đứng bên cạnh tỉ mỉ giới thiệu, Lâm Nguyệt Bạch chỉ vào một trong số những bộ váy đó. Cho bộ màu xám bạc này đi. Không được, hở lưng quá. Nhà thiết kế còn chưa lấy được bộ váy xuống, Hoắc Trường Uyên đã lên tiếng. Còn bộ này? Lâm Nguyệt Bạch đành chọn cái khác. Cổ khoét quá sâu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Vậy bộ này? Đổi cái khác. Lâm Nguyệt Bạch không còn cách nào khác, chỉ biết rầu rĩ nhìn cả hàng váy. Hoắc Trường Uyên từ phía sau bước lên, giơ ngón tay dài lấy ra một bộ váy đen trễ vai. Mặc bộ này đi. Lâm Nguyệt Bạch lặng lẽ nhận lấy. Nếu đã vậy, còn bắt cô chọn làm gì chứ? Nhà thiết kế chọn cho cô một đôi giày màu bạc mang vào phòng thay đồ, cũng không quá phức tạp. Thiết kế trễ vai chỉ hở phần xương quai xanh, eo rất thon, vạt váy đuôi cá cũng tôn lên vóc dáng của cô. Lâm Nguyệt Bạch mặc chưa được bao lâu thì gặp phải một vấn đề nhỏ. Khóa kéo nằm ở phía sau, cô đứng nhìn gương một lúc lâu, tay hoàn toàn không với tới. Loay hoay một lúc, cuối cùng cô từ bỏ. Lâm Nguyệt Bạch mở hé cửa ra. Thật xin lỗi, có thể giúp tôi kéo khóa lên không? Chỉ đợi một lát ạ. Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, cô không quá để ý, quay lưng lại để lộ phần lưng. Khi ra ngón tay thô ráp chạm vào da thịt, Lâm Nguyệt Bạch mới run lên. Cô quay đầu hoảng hồn. Quả nhiên người đi vào không phải nhà thiết kế, mà là Hoắc Trường Uyên cao lớn. Không gian trong phút chốc trở nên chật hẹp. Lâm Nguyệt Bạch muốn né về phía trước nhưng không còn chỗ, đành để mặc cho hơi thở của anh từ phía sau bao trọn lấy mình. Hoắc Trường Uyên không kéo khóa lên cho cô ngay, mà tiện đà vòng tay ra phía trước. Không có gì thật à? Lâm Nguyệt Bạch cắn môi. Mặc mấy kiểu lễ phục này không thể mặc thêm áo lót bình thường, nếu không sẽ lộ. Cô có cảm giác bờ môi mỏng của anh đang vẽ từng đóa hoa lửa ở phía sau lưng. Lâm Uyển Bạch sắp không đứng vững được nữa, giọng cô cũng có phần run rẩy. Đừng như vậy, người ta thấy đấy. Hoắc Trường Uyên vẫn không có ý bỏ tay vào môi ra, hơn nữa càng lúc càng đứng tới. Tối nay cởi cho tôi xem nhé. Lâm Uyển Bạch bị âm cuối nóng rẫy của anh làm bỏng, hơi thở trở nên chậm rãi. Từng nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ cứ rơi xuống bả vai, cô chỉ còn biết khẽ gật đầu. Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới hài lòng, anh rút tay về, sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lên cho cô. Xong rồi. Lâm Nguyệt Bạch xấu hổ không ra ngoài ngay,
Đợi anh đóng cửa lại một lúc rồi cô mới đỏ mặt lề mề đẩy cửa ra lần nữa. Vậy mà vẫn bắt gặp ánh mắt mờ ám của nhà thiết kế. Thay quần áo xong tiếp theo là trang điểm, làm tóc, ngồi xuống rồi cô vẫn còn dùng tiếng Anh nhấn mạnh lại. Không cần làm phức tạp quá đâu, đơn giản một chút là được rồi. Ok. Qua khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, màn vẽ mặt cuối cùng cũng xong. Lâm Uyển Bạch nhìn cô gái trong gương, có chút không dám tin đây là mình. Không phải là kiểu trang điểm đậm phấn, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như thay một lớp áo mới cho da thịt cô. Đúng theo yêu cầu của cô, kiểu tóc cũng không kỳ công, chỉ thắt một cái bím nhỏ trên trán rồi vắt ra đằng sau. Lâm Uyển Bạch xách vạt váy đứng lên, bỗng nhiên có phần hồi hộp, không biết Hoắc Trường Uyên thấy thế nào. Giống như ban nãy mới vào cửa, Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi vắt chân trên sofa. Có điều anh đã thay một bộ lễ phục khác, chiếc vest dài và ôm làm tôn lên phần hông gọn gàng và đôi chân dài của anh, thể hiện một cách hoàn hảo sự cao quý và tao nhã. Có lẽ đợi hơi lâu có phần sốt ruột, ngón trỏ của anh cứ gõ liên tục lên bàn. Lâm Uyển Bạch đưa tay lên miệng, khẽ ho một tiếng. Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu, giống hệt như cô ban nãy, đôi mắt anh cũng lộ ra vẻ khó tin. Anh đứng thẳng lên khỏi sofa, sải bước tiến về phía cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nuốt nước bọt ửng ực. Em phẫu thuật thẩm mỹ à? Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ngượng ngùng. À, một chút. Lên xe rồi, họ đi qua những con phố ngoại quốc xa lạ. Trong tay cô vần về một thỏi son được nhà thiết kế nhét vào tay để cô dặm lại khi cần. Cho dù Lâm Uyển Bạch vờ như không để ý, nhưng vẫn không thể tảng lờ sự tồn tại của người bên cạnh. Tới cuối cùng, cô thực sự chịu không nổi nữa, đành chủ động lên tiếng. À, chúng ta còn phải đi bao xa? Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, nhưng lại không trả lời câu hỏi ấy. Muốn hôn em quá đi. Trái tim Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đập dồn dập, cô co rụt người về phía sau, nhưng cũng chẳng tránh được nụ hôn của anh, bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Người tài xế phía trước gặp đèn đỏ phanh lại, bây giờ mới kết thúc được một nụ hôn miên man. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng trở lại bình thường, có điều trong miệng vẫn còn mùi hương của anh. Cô lén lén nhìn về phía anh, thấy cả khuôn mặt anh như đang căng ra. Cô nắm chặt tay, không biết mình chọc ghẹo gì anh rồi. Anh... sao vậy? Lâm Uyển Bạch dè dặt hỏi. Hoắc Trường Uyên đổ người ghé sát vào tai cô. Thật hối hận khi đưa em đến đó. Lâm Uyển Bạch bị đau nhưng chỉ dám tức không dám nói. Khi anh hơi dịch ra xa một chút, cô xoa xoa vành tay mình, do dự rồi lý nhí hỏi. Vậy tôi quay về khách sạn. Thôi. Lâm Uyển Bạch quan sát vài giây, thấy anh thực sự không yêu cầu mình về, bây giờ cô mới vặn mở thỏi son trong tay ra. Cũng may trước khi đi, nhà thiết kế đã dúi cho cô, ban nãy bị anh hôn môi nhạt hết cả rồi. Cũng may có thể giảm lại đôi chút. Không có gương nên cô đành dùng màn hình di động thay thế. Hơi tối, cộng thêm việc Lâm Uyển Bạch rất ít khi trang điểm, nên tô son cũng cực chậm. Hoắc Trường Uyên hướng ra phía ngoài cửa sổ hút thuốc, nhưng tầm mắt thì nhìn cô chằm chằm không hề rời đi, bao gồm cả động tác tô son của cô. Chiếc váy lễ phục dài trễ vai, ngắn tay, hai cánh tay trắng trẻo cứ thế lộ ra ngoài. Lớp vải lụa màu đen như mực càng tôn lên làn da trắng trẻo ấy. Nhìn lên trên là khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm, không quá mức lộng lẫy nhưng lại chẳng thể rời mắt. Nhất là đôi môi căng mọng kia, giống như một sự cám dỗ bất kể thời điểm. Cổ họng Hoắc Trường Uyên hơi khô, anh lại rít mạnh một hơi thuốc, mới phát hiện chẳng hiểu mình đã hút hết điếu thuốc từ lúc nào. Cũng may đúng lúc này Giang Phóng ngồi trước quay đầu lại, cung kính nói một tiếng. Hoắc Tổng, tới rồi. Hoắc Trường Uyên nhân cơ hội ấy dập tắt điếu thuốc rồi gật đầu. Chiếc xe đỗ ở phía Lâm Uyển Bạch bước xuống, cô lại nắm chặt cây son vào tay. Giang Phóng đã bước qua mở cửa sẵn đợi cô. Cô đang định xách vạt váy đi xuống thì cảm giác cánh tay bị ai đó kéo ngược lại, cánh cửa xe cũng đóng sầm lại theo. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại vẻ khó hiểu, nụ hôn của Hoắc Trường Uyên một lần nữa ập xuống. Cả đầu cô bị quay ngoặt lại. 5 phút sau, cánh cửa xe mới lại được mở ra. Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch lần lượt bước xuống. Sắc mặt người phía trước vẫn vững vàng như mọi khi, còn khuôn mặt người phía sau thì đỏ bừng. Từ trong thang máy đi ra, Lâm Uyển Bạch đưa tay lên sờ khóe miệng. Lượt bôi cuối cùng ban nãy quá gấp gáp nên bôi hơi hoen ra một chút. Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn cánh tay rắn chắc đang khoác tay mình, không nhịn được kéo kéo anh.
Anh Hoắc, lần sau khi hôn tôi, anh có thể nói trước một tiếng không? Ừ. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Tôi lau son đi đã. Ừ. Hoắc Trường Uyên vẫn nhướng mày. Lâm Nguyễn Bạch liếm môi, biểu cảm vô cùng chân thật. Tôi sợ anh bị trúng độc đó. Hoắc Trường Uyên á khẩu. Giang Phóng đi phía sau không nhịn được phì cười thành tiếng, ngay sau đó bị ông chủ quắc mắt đành nhìn ra chỗ khác. Một hội trường lớn được trang hoàng thành dạ tiệc, ai nấy đều ăn mặc sang trọng. Lâm Huyền Bạch được Hoắc Trường Uyên dẫn thẳng vào trong, dọc đường có rất nhiều người chào hỏi. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình như cô bé lọ lem trong cổ tích, vạt váy chạm đất, tất cả đều không hề chân thực. Bầu không khí rất náo nhiệt, khi tiếng nhạc vang lên đã có người bước xuống sân khấu, những người còn lại trò chuyện xôn xao. Hoắc Trường Uyên đung đưa ly rượu vang trong tay, hơi hất cằm về phía trung tâm. Em biết khiêu vũ không? Không. Lâm Huyền Bạch ngượng gập. Đồ ngốc. Hoắc Trường Uyên nạt cô một tiếng rồi nói, lát nữa tôi dạy em. Lâm Huyền Bạch lắc đầu. Thôi không cần đâu, tôi không thích lắm. Lúc này Giang Phóng đi tới bên cạnh họ, chỉ về phía người ngoại quốc đứng gần đó, nói đó là tổng giám đốc một dự án đầu tư nước ngoài. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi nói ngay với cô, tôi có chút việc cần bàn bạc, lát nữa xong việc tôi tới tìm em. Tôi biết rồi, Lâm Huyền Bạch trả lời. Hoắc Trường Uyên đi được vài bước chợt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Anh bất giác quay ngược trở lại, bật ra một tiếng thở dài mãn nguyện nhưng có phần khó xử. Em không cần đứng yên đó đợi đâu, có thể đi lòng vòng quanh đây, phía đối diện có buffer tự phục vụ, tôi có thể tự tìm được em mà. Ừ. Sau khi thấy cô gật đầu, Hoắc Trường Uyên mới quay người đi theo Giang Phóng. Có được sự cho phép của anh, Lâm Huyền Bạch di chuyển về phía vắng người hơn. Đúng là cô có hơi đói. Có điều đối mặt với cả bàn đầy dãy thức ăn, cô ngược lại không buồn ăn nữa. Cô chỉ nếm một miếng bánh gato nhỏ rồi bỏ đĩa xuống. Hoắc Trường Uyên không ở bên cạnh, thật ra cô thấy không được tự nhiên. Từ cửa vào vẫn liên tục có khách mới xuất hiện. Lâm Huyền Bạch chỉ đánh mắt nhìn thoáng qua, nhưng ngay sau đó cô lập tức đứng sững. Tuy không hoàn toàn nhìn rõ diện mạo, nhưng cô chắc chắn không nhận nhầm, là anh. Lâm Huyền Bạch gần như không kiềm chế được sự hoảng loạn trong lòng. Cô cảm thấy trán và lòng bàn tay như rớm mồ hôi, còn người thì lạnh toát. Bên cạnh có người phục vụ bưng rượu vang đi ngang qua. Cô cầm một ly, quay lưng lại uống cạn, cố gắng bình tĩnh hơn. Khi cô vừa quay lại, người đó đã đi về phía cô, dường như sợ cô trốn tránh. Trước mắt người đó đã xuất hiện ngay phía trước. Tiểu Uyển, đúng là em rồi. Người đàn ông vóc dáng cao lớn vẫn y nguyên như trong ký ức, ngũ quan tuấn tú, trông rất nghiêm nghị. Có điều khi anh mỉm cười, liền toát ra một sức hấp dẫn không thể nói thành lời, giống như cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông lạnh giá. Khi bạn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp của nó, thì trái tim đã ấm lên rồi. Từ anh chỉ toát ra sự chín chắn và trải nghiệm tích tụ qua năm tháng. Cổ họng Lâm Huyền Bạch như bị một hòn đá bịt lại, cô chỉ biết đứng ngay ra đó nhìn anh. Đúng lúc này có người không thức thời tiến tới. Cô à, có thể mời cô nhảy một bài không? Thành thật xin lỗi. Lâm Huyền Bạch nghe thấy anh nói bằng thứ tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn, rồi người lập tức bị anh kéo về phía sân khấu. Hai bàn tay nắm chặt đồng thời bị kéo lên, một tay đặt lên vai anh, một tay khoác lên hông anh, mà anh đồng thời cũng khoác tay lên người cô, bắt đầu cùng cô di chuyển theo tiếng nhạc. Lâm Huyền Bạch ngẩn người như trở về quá khứ. Trong con ngõ cũ kỹ, tiếng nhạc vang lên qua băng ghi âm. Anh cũng dẫn mình xoay vòng như thế này. Cô hoàn toàn không có nhịp điệu gì. Mỗi lần cô dẫm lên đôi bốt quân đội của anh vẫn đầy nhẫn nại, dẫn cô xoay mãi. Ký ức và hiện thực chồng lên nhau, Lâm Huyền Bạch tập trung nhìn anh. Anh còn tưởng anh nhìn nhầm chứ. Tối đó người xuất hiện trên quảng trường thời đại, quả nhiên là em. Cổ họng Lâm Huyền Bạch như thắt lại. Cô cũng nhớ lại buổi đó trên quảng trường, một bóng hình thân thuộc xuất hiện lướt qua ở phía xa. Thấy cô cứ im lặng mãi không nói gì, anh bật cười, vỗ vỗ đầu cô như trước kia. Cô nhóc tàn nhẫn này, em định cứ im bặt như vậy mãi à? Lâm Huyền Bạch há hốc miệng, cuối cùng cũng bật thành tiếng. Anh Yến Phong. Chỉ ba chữ mà cô đã dốc cạn sức lực của mình. Lâm Huyền Bạch những tưởng khi gặp lại
anh sẽ chất vấn mình vì sao một năm trước không xuất hiện ở sân bay, hoặc sẽ chất vấn mình vì sao vẫn cứ trốn tránh anh. Nhưng khi anh lên tiếng, anh lại cười đậm rồi nói một câu: Châu Châu rất nhớ em đấy. Vậy anh thì sao? Lâm Uyển Bạch chỉ có thể vang lên một câu hỏi trong lòng. Nếu là trước kia thì không sao, bây giờ cô làm gì còn mặt mũi. Đúng lúc này bản nhạc kết thúc, những đôi nam nữ xung quanh đều buông tay bạn nhảy của mình ra, họ cũng buông nhau ra. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng ngay đó. Yến Phong khoác vai cô đi ra khỏi khu sân khấu, vừa phong độ lại không thái quá. Mỗi bước đi của Lâm Uyển Bạch đều như bị ánh mắt Hoắc Trường Uyên khóa chặt. Chùm sáng của ngọn đèn thủy tinh hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt của anh, sắc mặt anh khiến người ta không thể nắm bắt được. Trái tim cô bỗng dưng rớt xuống một cách vô duyên vô cớ. Cô bất chợt nhớ ra, trước kia mọi sự tiếp xúc khác giới đều sẽ khiến anh không thoải mái. Cô nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh ra. Yến Phong đứng bên cạnh vừa buông cô ra cũng đồng thời giơ tay. Hoắc tổng. Anh Yến. Hoắc Trường Uyên bắt tay lại. Ngay sau đó anh tiến lên một bước, lẳng lặng kéo cô về bên cạnh mình. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nhìn cả hai người. Yến Phong thấy vậy, mỉm cười giải đáp thắc mắc của cô. Anh có một người bạn làm cung ứng hậu cần bên quân đội, có quan hệ khá tốt với Hoắc tổng, thế nên từng có duyên gặp mặt anh ấy trên bàn tiệc. Anh Yến quen bạn nhảy của tôi sao? Hoắc Trường Uyên hờ hững nhìn hai người họ, có vẻ như chỉ hỏi bâng quơ. Bạn nhảy? Ban đầu Yến Phong sững người, ngay sau đó hiểu ra, mỉm cười. Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Ồ, Hoắc Trường Uyên chậm rãi nhướng mày, con ngươi đen tối của anh đột ngột hướng về phía cô, ánh mắt đó u tối tới mức không chân thực, cứ thế bám giết lấy cô, bên trong lại chứa đựng một ngọn lửa. Nhảy không tệ đâu. Trái tim Lâm Uyển Bạch như nhảy lên cao. Yến Phong ngừng lại, cũng hỏi y như vậy. Hoắc tổng, hai người có quan hệ thế nào? Lâm Uyển Bạch bỗng dưng như người bị rơi tự do, trái tim bị lật hết bên này tới bên khác. Cô nhìn chằm chằm Hoắc Trường Uyên, thậm chí rất muốn nhào lên bịt miệng anh, nhưng cô không thể, thế nên chỉ đành dùng ánh mắt nói với anh rằng đừng, thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu. Đừng mà. Hoắc Trường Uyên làm như không nhìn thấy, từ tốn giật giật khóe miệng. Chúng tôi... Có người bất ngờ đi đến, ngắt lời. Là người tìm Yến Phong, một người da vàng nhưng nói tiếng Anh Mỹ rất lưu loát. Yến Phong bày tỏ thái độ anh ấy. Xin lỗi nhé, tôi có chút việc phải qua kia một lát. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Yến Phong biến mất, cơ thể cứng đờ của Lâm Uyển Bạch như được giải thoát. Nhưng một giây sau, cả trái tim cô vẫn chua lên từng hồi, run rẩy. Bởi vì ban nãy dù chưa nói ra, sự tồn tại của Hoắc Trường Uyên cũng đã đánh thức cô về thân phận của mình lúc này. Làm ấm giường, gọi là đến. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, ngay cả huyết mạch trong cơ thể như cũng có hồn, trở nên thảm hại. Cô không nhìn vào mắt anh, chỉ thì thầm. Tôi mệt rồi, có thể về khách sạn trước không? Lâm Uyển Bạch cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì khi cô muốn đề xuất ra về, Hoắc Trường Uyên cũng không hề phủ nhận. Từng bước đi ra khỏi hội trường, cô còn vô thức quay đầu lại, sợ anh sẽ đuổi theo kéo cô quay trở về. Cô thực sự không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa. Ra khỏi tòa nhà, Lâm Uyển Bạch không đợi taxi mà xách vạt váy men theo con đường đó đi thẳng. Xung quanh là môi trường nước ngoài xa lạ, những người đi ngang qua cũng là những người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, có cảm xúc gì cũng không bị ai phát hiện. Cuối cùng cô cũng được bày ra vẻ mặt sầu dĩ lo lắng. Không biết đã đi được bao lâu, điện thoại của cô rung lên. Lâm Uyển Bạch giơ ra trước mắt, bên trên hiển thị một dãy số, vẫn là dãy số không tên, nhưng cô đã thuộc lòng. Lần này không thể trốn thoát, cô đành phải bắt máy. Tiểu Uyển, em về rồi à? Vâng, Lâm Uyển Bạch nói dối bằng giọng rất khẽ khàng. Em có uống hơi nhiều, thế nên em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chẳng trách, đi mà cũng không nói với anh một tiếng. Anh còn tưởng em lại bắt đầu trốn anh chứ. Ban nãy trong buổi tiệc không tiện lắm, bây giờ không định nói với anh. Một năm qua em đã chạy đi đâu sao? Nhà cũng chuyển, số di động cũng thay. Nói em là đứa nhóc nhẫn tâm không sai chút nào. Qua đường truyền di động, ngón tay xách váy của Lâm Uyển Bạch vặn vẹo đến tái xanh đi. Giữa vô số những lời than vãn dịu dàng mà trầm ấm của anh, mắt cô như rưng rưng nước.
Đến khi máu mắt chuyển sang màu đỏ, Lâm Uyển Bạch mới không nhịn được, nghẹn ngào, giống như đang không ở chung một tần số với anh. Con dao găm bị hỏng rồi. Yến Phong ở đầu kia khựng lại, sau đó cười hòa nhã. Đồ ngốc, hỏng rồi có thể sửa, hoặc tặng em một cái khác. Em cũng rất nhớ Châu Châu. Câu này Lâm Uyển Bạch nói rất chậm rãi, nhất là đoạn ngừng phía sau. Được, Yến Phong cười nói, anh sẽ chuyển lời lại cho em. Lâm Uyển Bạch không nói tiếp được nữa, đành viện một cái cớ. À, di động của em sắp hết pin rồi, hôm khác nói tiếp. Bỏ di động xuống, cô nhắm chặt mắt lại. Chẳng bao lâu sau, nó lại rung lên lần nữa, ba chữ Hoắc Trường Uyên như kêu gào trên màn hình. Ở đâu? Cô vừa bắt máy, giọng anh cũng gào lên. Lâm Uyển Bạch đáp ngay, tôi đang ở khách sạn. Tôi đã lật tung cả phòng lên rồi. Em ẩn thân à? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa, đành nhìn xung quanh một lượt. Bỗng nhiên cô bàng hoàng nhận ra, đến cả Đông Tây Nam Bắc mình cũng không phân biệt được nữa. Hình như tôi lạc đường rồi. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát rồi mới nói lại lần nữa, xung quanh em có những gì? Kiến trúc, biển hiệu, gì cũng được. Lâm Uyển Bạch vẫn rất mơ màng. Tôi cũng không biết nữa. Đây là một công viên. Em đứng yên đó đợi tôi. Lâm Uyển Bạch định nói không cần, cô có thể qua bên đường đợi taxi, nhưng anh đã ngắt máy. Có lệnh của anh, cô không dám đi tiếp, chỉ xách váy ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh chờ đợi. Có thể vì cách ăn mặc nổi bật lại là người phương Đông, nên người qua đường ít nhiều đều nhìn cô. Khi Hoắc Trường Uyên tới, có hai thanh niên lưu manh đang huýt sáo trêu chọc cô. Anh xuống xe, không nói năng gì, kéo tay cô rồi ấn vào ô tô. Dọc đường không ai nói chuyện với ai. Về đến khách sạn, Hoắc Trường Uyên đi ra phía trước dùng thẻ phòng mở cửa. Anh bật đèn, vào đến tận phòng ngủ rồi mới dừng bước. Cái bóng càng trở nên cao lớn dưới ánh đèn. Anh nhìn cô chằm chằm. Chuyện giữa em và Yến Phong là thế nào? Khi anh lên tiếng, biểu cảm không chút thay đổi, bình thường như ánh trăng ngoài cửa sổ. Lâm Uyển Bạch chậm chạp mí môi lại, nuốt nước bọt. Giống như anh ấy nói. Quen biết từ lâu? Hoắc Trường Uyên lặp lại. Lâm Uyển Bạch cúi đầu rất thấp. Lâm Uyển Bạch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lặng lẽ vòng sang bên kia giường. Tôi muốn ngủ rồi. Hoắc Trường Uyên thấy cô không thay quần áo, cứ thế chùm chăn nằm lên giường, nửa bên mặt vùi vào gối, đôi mi cụp xuống nặng nề tâm sự, để lại hai cái bóng. Rất lâu sau, cô bất động, có vẻ như ngủ thật rồi. Hoắc Trường Uyên trầm mặc đứng yên ở đó, nhíu mắt nhìn cô như đang xem xét, một sự lặng im như núi tuyết. Bất ngờ, anh sải bước lao tới, thô lỗ tung chăn ra. Dậy, làm với tôi. Cả người Lâm Uyển Bạch bị anh dựng dậy, chiếc váy trên người biến mất bằng cách nào cô hoàn toàn không hay biết, chỉ còn nghe thấy tiếng từng lớp vải bị xé rách. Đừng mà. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, muốn né tránh bờ môi mỏng của anh. Ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hoắc Trường Uyên giữ chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng về phía mình. Anh hừ lạnh. Tôi cứ muốn. Lâm Uyển Bạch liều mạng dùng hai tay chống cự, chưa bao giờ từ chối lồng ngực và hơi thở anh như lúc này. Lâm Uyển Bạch, hãy nhìn rõ thân phận của mình. Em không có quyền nói không. Câu nói này đã thành công khiến cả cơ thể Lâm Uyển Bạch cứng đờ lại. Cô buông thõng tay xuống, không có bất kỳ hành động nào nữa, giống như cô đang kiềm chế mọi cảm xúc để mình không còn chút hơi thở nào nữa. Hoắc Trường Uyên rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, nhưng sự u ám trên khuôn mặt chỉ càng thêm sâu đậm. Những mũi cơ bắp của anh căng ra, tưởng chừng muốn thẳng thừng bùng nổ ra ngoài. Anh kéo cánh tay đưa lên che chặt đôi mắt của cô. Không được nhắm mắt lại. Nhìn tôi. Hoắc Trường Uyên ngồi ở cuối giường, hình bóng sự kích thích tình trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Anh rút ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lên, dùng tay phải che đi ngọn lửa xanh từ trong bật ra, phả ra một làn khói. Hoắc Trường Uyên đăm chiêu nhìn Lâm Uyển Bạch nằm trên giường thông qua màu trắng xám ấy. Cô mềm oặt ở đó như một cành dương liễu, trên bả vai để trần là những dấu vết anh để lại không thể che giấu. Đôi mắt vẫn còn phím đỏ. Quen biết từ trước. Anh lặp đi lặp lại mấy chữ này, không có tiếng động, nhưng tựa hồ vẫn có những tiếng nghiến răng vang lên trong lòng. Hoắc Trường Uyên hút hết một điếu thuốc,
lại nằm lên giường. Ngón tay anh vừa chạm vào, người cô đã run lên. Lâm Uyển Bạch còn chưa mở được mắt ra đã bắt đầu run rẩy cầu xin. Thực sự không được nữa đâu. Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, vẫn ôm chặt eo cô. Tối nay em đừng hòng được ngủ. Buổi chiều hôm sau, chiếc xe đi thẳng một mạch ra ngoài ngoại ô, đi suốt một đoạn đường núi. Khi mọi sự lắc lư dừng lại, Giang Phóng ngồi phía trước quay đầu lại. Cô Lâm, đến rồi ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là hai cuồng mắt đen sì vì thiếu ngủ. Khi xuống xe, hai chân vẫn còn chao đảo. Cô đi chậm thôi. Giang Phóng đưa tay ra đỡ. Ngay lập tức, anh ấy cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ phía sau nhìn tới. Quay đầu lại, anh ấy bèn nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt lại đứng ở đó. Giang Phóng vội rụt tay lại. Bót đáng sợ quá. Lâm Uyển Bạch cảm ơn anh ấy, sau đó lặng lẽ đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Khi bị anh nhìn thẳng, hơi thở của cô cũng run rẩy. Sự thật là những ký ức về đêm qua quá điên cuồng và đáng sợ. Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, chỉ giơ tay lên ra hiệu. Có một nhân viên phục vụ mang quần áo đến cho cô. Người nhân viên rất nhiệt tình, toàn là những người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh. Sau khi Lâm Uyển Bạch thay quần áo đi ra, Hoắc Trường Uyên cũng đã thay đồ xong. Chỉ có điều vóc người anh cao lớn nên anh mặc đồ đen trắng xen kẽ, trông giống như một người mẫu. Chỉ một bóng lưng thôi mà vẫn tạo nên hiệu ứng như chụp ảnh poster. Cô không biết họ định làm gì, nhưng nhìn trang phục có lẽ là một môn thể thao. Lâm Uyển Bạch đi tới, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Sau đó cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cầm di động đưa lên tai. Alo. Sau khi Lâm Uyển Bạch nhìn rõ, bất giác sải bước tiến tới, giật lại di động của mình trong tay anh. Trên màn hình hiển thị chữ Yến Phong, là số điện thoại sau khi ngắt máy tối qua cô đã lưu lại vào di động. Nhìn thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối, cô vội vàng tắt máy. Sao anh lại nhận điện thoại của tôi? Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm thật chặt di động. Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại, thu toàn bộ biểu cảm vẫn nộ của cô vào tầm mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Vẫn là cái tên ban nãy. Lâm Uyển Bạch đi sang bên cạnh mấy bước, che chặt di động. Yến Phong nghe được giọng cô thì dừng lại một chút, hỏi: người nhận điện thoại ban nãy là đàn ông sao? Thế ư? Lâm Uyển Bạch mơ hồ ấp úng. Em vừa nhận, có thể là do đường truyền đấy. Cũng may Yến Phong không phải Hoắc Trường Uyên, anh ấy không hỏi dồn hỏi ép. Trước nay dù cô có nói gì, anh ấy đều sẽ tin tưởng. Tối qua quả thực quá vội vàng, vốn dĩ định hẹn em ra gặp mặt. Châu Châu cũng ở Mỹ đòi gặp em. Yến Phong ngừng lại, có phần khó xử. Nhưng trong quân đội có việc đột xuất, lát nữa anh phải xuất phát đi Los Angeles, việc rất khó khăn. Em là trong vòng 10 ngày chưa thể quay về. Em hiểu rồi. Lâm Uyển Bạch khẽ nói. Yến Phong thở dài. Tiểu Uyển, lần này về nước không được phép tắt máy của anh nữa. Đừng để anh không liên lạc được với em. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cho dù anh ấy sẽ chẳng nhìn thấy. Ngắt máy xong, cô quay người lại, Hoắc Trường Uyên vẫn đứng nguyên ở đó. Trong tay anh có thêm một điếu thuốc đang cháy. Anh đang gạt tàn thuốc một cách thuần thục. Khi thấy cô cầm di động quay về, anh đột ngột buông một câu. Qua điền bảng biểu. Rầm rầm. Tiếng trực thăng ầm ầm vang dội bên tai. Lâm Uyển Bạch cảm giác trái tim không chịu nổi áp lực. Cô điền xong bảng biểu theo yêu cầu của anh, liền có nhân viên mặc trang bị lên người, rồi ngay lập tức đưa cô lên trực thăng. Khác với lúc họ đến đây, nơi này rất nhỏ, chỉ chứa được khoảng 4 đến 5 người. Cảm tưởng chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mặt đất càng lúc càng xa. Hơn nữa khi gặp gió, cảm giác rung lắc sẽ cực kỳ rõ rệt. Chuyến bay khoảng hơn 20 phút, chiếc trực thăng dừng trên độ cao hơn 4.000 mét. Khi cửa khoang được mở ra, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu họ sẽ làm gì. Phi công ngồi phía trước ra hiệu bằng tay cho Hoắc Trường Uyên, sau đó anh bèn kéo cô ra phía mép cửa. Gió ào ào thổi vào, gần như muốn thổi cả cô xuống. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch dần dần tái mét, hai tay cô bám chặt lấy lưng ghế. Tôi không làm được không? Không được, Hoắc Trường Uyên từ tốn đáp lại. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt rời rạc và hoảng sợ. Giống như cô lại nhìn thấy cảnh mẹ nhảy từ trên lầu cao xuống, sau đó là cảnh tượng mặt đất lênh láng máu. Tôi thực sự rất sợ. Răng của Lâm Uyển Bạch va lập cập vào nhau. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, kéo cô ra trước mặt mình như kéo một con chim nhỏ.
Anh kết nối những trang bị trên người cô vào người mình, làm bước kiểm tra cuối cùng, sau đó giơ tay kéo cửa máy bay ra, nói vào tai cô bằng một chất giọng bình tĩnh. Đây là cái giá của việc em khiến tôi không vui. Ngay sau đó, họ nhảy xuống dưới. A! Tiếng hét của Lâm Huyền Bạch và tiếng gió hòa vào nhau. Sau khi họ rơi tự do khoảng 40 giây, Hoắc Trường Uyên mới bật dù. Anh có giấy chứng nhận cho bộ môn nhảy dù này, thế nên hoàn toàn yên tâm khi nhảy dù đôi với cô. Có điều, khi họ từ từ rơi xuống, anh cũng dần dần cảm thấy điều bất ổn. Cô gái vốn đang kêu la trong lòng mình chẳng biết đã im bặt từ lúc nào. Cuối cùng khi họ rơi xuống mặt đất bằng, Hoắc Trường Uyên cởi ngay đai an toàn ra. Anh quỳ xuống đất, thấy cô mềm oặt tựa vào lòng mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Huyền Bạch, này! Hoắc Trường Uyên giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cô, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có mí mắt run rẩy, nếp nhăn hẳn sâu do nhíu chặt đôi mày, vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô một chút, không ngờ cô lại sợ độ cao đến vậy. Chẳng trách lúc trước khi dẫn cô đến sân bay, từ đầu đến cuối cô không nói lời nào. Sau khi ngồi lên máy bay, mặt cũng đầy căng thẳng. Thì ra không chỉ là sự hồi hộp vì lần đầu tiên đi máy bay, mà còn là nguyên nhân sợ độ cao. Hoắc Trường Uyên càng nhăn mặt tợn. Lâm Huyền Bạch, tỉnh lại đi. Anh gọi thêm mấy lần, nhưng cô không có dấu hiệu mở mắt ra. Hoắc Trường Uyên bế cô lên, sải bước rời đi. Khi trở về phòng khách sạn, vị bác sĩ tư anh gọi tới cũng đã khẩn trương có mặt kịp thời. Đó là một bác sĩ Hoa Kiều, nhưng tiếng Trung không đâu đắt lắm. Anh Hoắc, cô gái này chỉ là quá sợ hãi nên xảy ra hiện tượng ngất tạm thời thôi. Vậy vì sao cô ấy không tỉnh lại? Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên căng ra. Từ chỗ nhảy dù về tới đây cũng gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô vẫn cứ nhắm nghiền mắt bất tỉnh. Có thể là bị chút phong hàn nên hơi sốt nhẹ. Bác sĩ bỏ ống nghe xuống. Không được gọi là nghiêm trọng. Uống chút thuốc, chườm khăn lạnh là được. Tối hôm qua anh đã hành hạ cô nhiều lần, cuối cùng thậm chí còn bế cô khỏi giường, làm ngay trước tấm rèm cửa của khung cửa sổ sắt đất, bên cạnh là chiếc điều hòa dạng treo. Hoắc Trường Uyên ngượng ngập ho khẽ một tiếng, rồi dặn dò giang phóng đưa bác sĩ ra. Anh gọi phục vụ phòng mang túi chườm đá tới. Anh dùng khăn mặt cuốn một vòng rồi mới đặt lên trán Lâm Huyền Bạch. Trong mơ màng, Lâm Huyền Bạch dường như có đôi chút dãy giụa. Hoắc Trường Uyên nạt, nằm im. Có vẻ như anh luôn có một uy quyền vô hình dù cô đang trong trạng thái vô thức. Cô lập tức trở nên ngoan ngoãn. Từ lúc về phòng đến giờ, Hoắc Trường Uyên vẫn chưa thay quần áo. Anh giật giật cổ áo sơ mi, định quay người đi cởi tạm để lên sofa, thì bàn tay bỗng buông thõng túm lấy anh. Anh cúi đầu, nhìn thấy tay mình được cô nắm chặt. Mẹ ơi! Hàng mi Lâm Huyền Bạch nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi khô khốc mấp máy. Hoắc Trường Uyên ngồi phục xuống bên cạnh giường, nắm lại tay cô, rồi vỗ về nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Đưa bác sĩ về rồi, Giang Phóng lập tức quay lại, cũng yên lặng lắng nghe vài giây rồi bất ngờ nói: Hoắc tổng, hình như cô Lâm đang gọi tên anh. Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn nhướng mày, khuôn mặt cương nghị cũng bất giác sát lại gần hơn một chút, ghé vào môi cô. Dường như đúng là có loáng thoáng nghe thấy họ của mình. Một sợi dây nào đó trong trái tim anh như bị đùa nghịch. Anh nín thở lặng người giây lát, cuối cùng anh cũng đợi được cô lên tiếng một lần nữa, thành âm khẽ khàng, khàn đặc. Hoắc Trường Uyên, tên khốn kiếp! Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên đổi màu trong phút chốc như bằng điều khiển. Giang Phóng đứng bên vội xua tay. Em chưa nghe thấy gì hết. Trời ơi, trên kia có người định nhảy lầu. Hình như là phụ nữ. Bên dưới tòa chung cư càng lúc càng tụ tập đông người hơn. Anh ấy đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên người phụ nữ mặc áo bệnh viện đứng trên tầng cao nhất. Dường như chỉ trong chớp mắt bà sẽ nhảy thẳng xuống dưới vậy. Lâm Huyền Bạch nhỏ bé chen ra khỏi đám đông, miếng bánh donut trong tay rơi xuống đất. Cô hét rất to, nhưng giọng cô bị tiếng người ồn ào dìm xuống. Cô muốn ngăn cản nhưng vô ích, chỉ biết dương mắt nhìn mẹ mình rơi từ trên cao xuống. Giống như một đóa hoa nở say mùa, chỉ còn lại một màu đỏ linh láng khắp đất. Mẹ, đừng mà! Lâm Huyền Bạch choàng tỉnh dậy, tầm nhìn bị hạn chế trong giây lát. Khi cô nhìn lại được, rất lâu sau mới nhận ra mình đang ngồi trên máy bay. Tấm che sáng đã được hạ xuống, hình như giờ là ban đêm. Trong khoang máy bay im phăng phắc, không có nhân viên nào đi lại. Lâm Huyền Bạch vô thức cựa tay, phát hiện có một bàn tay dày dặn đang nắm chặt tay mình. Cô nhìn lên trên,
xuất hiện một chiếc đồng hồ đeo tay hạng sang, sau đó là một bắp tay rắn giỏi, cuối cùng là ít hầu nổi trội và một khuôn mặt cằm sắc lẹm. Đôi mắt thâm trầm ban ngày giờ nhắm lại như đang say ngủ. Cô Lâm, cô tỉnh rồi ạ? Giang Phóng ngồi ở ghế bên kia mỉm cười nhìn về phía cô. Lâm Uyển Bạch vẫn hơi ngơ ngẩn. Chúng ta đang ở trên chuyên cơ riêng bay về Băng Thành. Sau khi nhảy dù, cô đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Giang Phóng nhìn ông chủ của mình rồi nói tiếp. Hoắc Tổng vẫn luôn ở bên cạnh cô, hủy bỏ mọi lịch trình, bây giờ còn về nước trước 2 ngày nữa. Lâm Uyển Bạch chỉ ồ lên một tiếng. Cô rút tay về nhưng không rút được, đành ra vờ nhắm mắt lại. Chuyên cơ có chỗ đỗ riêng tại sân bay. Sau khi ra ngoài, Giang Phóng không đi theo họ, chỉ đưa chìa khóa xe cho Hoắc Trường Uyên. Con xe Land Rover màu trắng ấy cũng đang đỗ bên đường. Khi đóng cửa xe lại, Hoắc Trường Uyên bất ngờ lên tiếng. Mẹ em có thích hoa gì không? Hoa lo kèn. Lâm Uyển Bạch không nghĩ đã buột miệng trả lời. Ngay sau đó cô khẽ nhíu mày, chưa hiểu ý tứ của anh. Thấy anh không định lên tiếng, cô cũng đành im bặt. Chiếc xe phóng đi rất nhanh trên con đường cao tốc hướng về thành phố. Phía đối diện thì thoảng lại có chiếc xe vọt qua. Có thể vì cơn sốt vừa mới hạ, cộng thêm hơn chục tiếng đồng hồ ngồi máy bay, Lâm Uyển Bạch rất mệt mỏi. Cô kéo tấm chắn sáng xuống, chợp mắt một chút. Khi cô mở mắt ra, không ngờ họ vẫn chưa trở về trung tâm Tráng Lệ. Là một nghĩa trang nằm tại ngoại ô, còn ghế sau có thêm một bó hoa lo kèn. Anh đã dừng xe để mua lúc nào, cô không hề hay biết. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Mộ ở đâu? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài, ôm bó hoa lo kèn lên, đánh mắt sang bên cạnh. Chẳng phải lúc mê ngủ em cứ gọi mẹ suốt sao? Bây giờ tới rồi, không vào thăm mẹ. Đi một quãng đường núi không hề ngắn, Lâm Uyển Bạch chốc chốc lại cắn môi, quay đầu nhìn. Gần như lần nào cô cũng đến thăm mẹ một mình, ngoài bó hoa lo kèn trong lòng thì chưa từng dẫn người đàn ông nào đến đây, cho dù là Yến Phong cũng chưa từng. Đi tới trước một ngôi mộ, Lâm Uyển Bạch đón lấy bó hoa trong tay anh, đặt cạnh bia. Có thêm một người đứng phía sau, cô rất bối rối. Khoảng hơn 10 phút sau, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại nói. Có thể về được rồi. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ trên bia mộ, khẽ cúi đầu như lời chào tạm biệt. Họ lại đi theo con đường núi lúc nãy rồi trở về xe. Hoắc Trường Uyên không cho xe chạy ngay mà chống một tay lên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng. Ít hầu của anh trượt lên trượt xuống. Cô lời nào đó ngập ngừng, định nói rồi thôi. Trước khi chơi nhảy dù, tôi không biết em sợ độ cao. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên dần dần có dấu hiệu căng cứng, giọng nói có chút khó xử. Sau này không như vậy nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn sang góc nghiêng của anh, bàn tay đặt trên đầu gối cuộn chặt lại. Như vậy đã đang xin lỗi cô. Nhưng đến xin lỗi cũng bá đạo như vậy sao? Trong phòng VIP rầm rĩ những tiếng yêu cầu hát. Khi di động vang lên, Lâm Uyển Bạch phải đi tiết ra tận đầu hành lang mới bắt máy. Ở đầu kia điện thoại có vẻ vừa kết thúc công việc, có tiếng gặp lại tài liệu. Bệnh viện hay là nhà? Tôi qua đón em. Vẫn là những yêu cầu thẳng thừng như trước. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Em là không được rồi. Nguyên nhân? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Hôm nay các đồng nghiệp trong phòng tụ tập, vừa ăn xong, giờ chúng tôi đang đi hát. Còn bao lâu nữa thì kết thúc? Vừa mới tới đây chưa lâu, chỉ ít cũng phải 11 giờ. Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ trả lời xong bèn ngừng lại một chút. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, bây giờ đi về có vẻ không thích hợp cho lắm. Hơn nữa đây là hoạt động tập thể đầu tiên tôi tham gia từ sau khi đến công ty. Hay là tối mai tôi đến nhé. Trước khi tan làm xong, cô toàn phải tới Búp để làm việc ngay. Cuối tuần cũng được sắp xếp công việc đầy ắp. Bất kỳ hoạt động ăn uống tụ tập nào cô cũng chưa từng tham gia. Lần này cuối cùng cô cũng có cơ hội, cô không muốn ra về giữa chừng. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói là được hay không được. Anh chỉ im lặng 2 giây rồi hỏi. Quán karaoke nào? Quán bên bờ sông, cạnh nhà hàng Hữu Nghị. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời. Tôi biết rồi. Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên ngắt máy. Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động đen xì. Như vậy chắc là anh đồng ý rồi chăng? Nhún vai, cô quay trở lại phòng kín. Đã có đồng nghiệp nào đó hăng say hát rồi, chạy chân trần tới bàn uống nước, lắc hông lắc mông.
Lâm Nguyễn Bạch học cách chơi trò tung xúc xắc với đồng nghiệp. Đang chơi vui vẻ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Người bước vào là vị quản lý ban nãy đi vệ sinh. Nét mặt anh ta sáng bừng lên. Các vị, mọi người mau xem ai đến đây. Nói rồi, anh ta kích động nghiêng người sang bên cạnh. Xuất hiện một hình bóng cao lớn. Lâm Nguyễn Bạch lập tức ngây người. Bộ áo vest đen được cắt may chuẩn chỉnh, chiếc sơ mi trắng, hai màu sắc không bao giờ thiếu. Thứ đồ trang trí duy nhất trên người có lẽ là chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay. Ngũ quan cương nghị nhưng không thô lỗ, trông cực kỳ rắn giỏi. Biểu cảm tựa hồ lúc nào cũng mang một vẻ tảng lờ người bên cạnh, khiến người ta không dám tùy ý tiếp cận, nhưng cũng lại toát ra một sức hấp dẫn lạnh lùng, độc đáo. À, Hoắc Tổng! Đã có người không kìm được kêu lên những tiếng khẽ khàng. Bởi vì có dự án hợp tác với Hoắc Thị, lại là bộ phận chịu trách nhiệm chính, nên không ai không biết Hoắc Trường Uyên. Quản lý đã có chút men rượu trong người, lúc này lại càng kích động hơn. Đúng là không có duyên không thành bạn, gặp được Hoắc Tổng ở đây. Hơn nữa anh ấy còn nể mặt qua đây ngồi với chúng ta nữa. Quần xúc xắc trong tay còn chưa được Lâm Uyển Bạch đặt xuống, đã bị người ta đẩy vào góc trong cùng của sofa. Còn Hoắc Trường Uyên đã được mọi người đón tới một vị trí trung tâm nhất như một ngôi sao lớn. Quản lý niềm nở ngồi bên cạnh, cầm rượu và ly thủy tinh phục vụ. Rượu thì tôi xin phép không uống, vì còn lái xe. Hoắc Trường Uyên xua tay. Được, vậy Hoắc Tổng uống chút nước ngọt đi. Quản lý vội nói. Còn chưa được can dặn đã có một đồng nghiệp nữ giành giật đưa nước cho anh. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Cảm ơn. Hai chữ rất hờ hững nhưng đủ để khiến cô gái kia đỏ mặt. Lâm Miền Bạch lướt một vòng nhìn toàn bộ các cô đồng nghiệp nữ đang nịnh nọt ngồi vòng quanh sofa, trong lòng bất giờ có cảm giác không vui vẻ. Ai bảo là hồng nhan họa thủy chứ. Hoắc Trường Uyên bình thản nhìn qua rồi nói một câu. Có tôi ở đây, mọi người cũng đừng báo buộc, cứ tiếp tục đi. Sau câu nói của anh, cả phòng mới lại bùng cháy. Còn ai chưa hát nhỉ? Khẩn trương chọn một bài đi. Tiểu Lâm có phải là vẫn chưa hát không? Thấy Mikoro được đưa về phía mình, Lâm Miền Bạch vội xua tay. Bỏ đi, tôi hát không giỏi lắm. Đừng mà, cô xem mọi người đều hát cả rồi, còn cô thì chưa hát bài nào cả. Quản lý vẫn còn tưởng rằng cô ngại, mọi ánh mắt đều tập trung về phía này. Hoắc Trường Uyên cũng liếc sang, ngữ khí mang theo chút trầm trọng. Tôi cũng thấy là thôi đi.